Ok, xin chào anh em. Ở video trước thì mình đã dẫn cho anh em cách để mình phát livestream đúng không? Từ một video trên các nền tảng là YouTube và Facebook và Fanpage. Thì bây giờ nhé, ở cái video này mình sẽ hướng dẫn cách anh em lọc âm thanh thật chuẩn trong cái OBS này trước khi mình quay video hay mình phát livestream. Bởi vì sao phải có những cái tính năng rất quan trọng này? Bởi vì khi anh em mình phát livestream hay là mình quay video hay là mình làm tất cả các công việc trên OBS ấy, mình không để ý đến cái việc mình lọc âm thanh ấy, thì nó rất dễ đến việc mình lẫn tạp âm hoặc là lẫn cái âm thanh của việc ở trong cái video nền hay là những âm thanh tạp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết cái phần này để hướng dẫn cho anh em. Ok, thì đây mình cố tình mở cái cửa chính của mình ra để làm sao mà cái âm thanh ở ngoài kia là cái TV mình đang bật ở phòng khách ấy, nó lọt vào đây. Đấy thì anh em mình để ý ở trong cái phần ở trên màn hình chính nhá, thì mình sẽ thao tác và cho mọi người thấy rõ nét cái việc lọc âm như nào. Thì bây giờ mọi người để ý rằng với một cái màn hình sẵn sàng của mình như này trong trước khi quay thì thường ấy nó có các âm thanh như hôm trước mình đã nói là gì, có thể anh em có hai cái loại âm thu khác nhau, ví dụ từ mic hay là từ camera hay là từ cái mic riêng chẳng hạn để anh em thu, nhưng của mình không có mic riêng thì mình sợ nó bé quá thì mình vừa thu từ mic này và mình vừa thu từ webcam, thì điều đó dẫn tới là gì, cái việc mà mình thu như thế thì hai âm nó sẽ đá nhau đúng không? Tất nhiên là cái việc mà chất âm thanh tốt thì nó cũng được thôi, nhưng mình vẫn khuyến cáo là nên thu từ một âm thôi, thì mình thu ở cái webcam kia. Nhưng trường hợp này mình đã bật tắt lên để mình review cho mọi người thấy tại sao mình cần lọc âm thanh. Thì ở đây ví dụ như là trong cái phần mà âm thanh của mình nha, mọi người nghĩ rằng thì sẽ có 3-4 cái loại âm thanh khác nhau. Một là mic này, đúng không ạ? Mic là mình đang phát từ cái mic micro này. Thứ hai là cái phần là video nền này nhá, thì bây giờ nó là ở sau mình đúng không ạ? Thì cái video mình đã tắt âm thanh trước rồi, tức là mình đã soạn trước một cái video không âm thanh thì nó không sao cả. Nhưng giả thiết mình thấy một cái video đẹp mình mà ngại sửa, ngại hết ấy, thì anh em đưa vào làm nền ấy, thì nó sẽ lẫn tạp âm của âm thanh đó đúng không? Thì nó trong quá trình video livestream hay là mình làm mình thiết kế trong việc mà mình sản xuất video ấy, nó sẽ bị lọc âm thanh, lẫn âm thanh vào, thì điều đó rất là video rất là nghe âm thanh rất bị đá nhau, rất là chán luôn đấy. Thì cái phần này là cái phần video nền mình sẽ tắt bỏ đi, ví dụ như thế này, trước khi mình vào mình sẽ tắt bỏ những video mình không thiết đi, cái âm thanh không thiết đi đúng không? Cái webcam chính thôi, mình đã lấy cái mic làm lấy rồi thì webcam chính mình cũng có đúng không? Rồi đến tiếp theo phần input nhé, thì mọi người để ý không, cái input mình có hai phần, là một phần mic là cái phần đầu tiên mình chọn là cái phần cái thằng tai nghe này, nó có đầu tiếng nói này. Cái thứ hai là trong cái phần mà phát của mình từ camera nó có phần âm thanh nữa, thì mình đã chọn cái trên rồi thì mình nên tắt cái dưới đi. Còn trường hợp mình làm song song hai cái thì mình phải chọn hai lần, tức là mình phải lọc âm của hai cái. Nhưng ở đây mình sẽ khuyến cáo là chạy một âm thanh thôi. Thì bây giờ anh em mình sẽ tắt nó đi, mình chỉ để cái thằng trên này thôi, cái mic trên này chạy đúng không? Rồi mình xem ở dưới còn cái phần nào mà mình đang ấy không, tức là phần input đầu vào không có gì tạp âm nữa đúng không? Tất cả ở đây ra về không hết rồi. Thì ở trên này bây giờ nhé, còn duy nhất một cái âm thanh đầu vào là phần mic của mình đang thu. Thì bây giờ mọi người ý nhá, mình sẽ im lặng khoảng tầm 3-5 giây thì mọi người thấy là cái âm thanh ở TV nó sẽ tạp âm vào trong cái này và cái phần mic này, nó sẽ có đẩy nhẹ, mọi người ý chút này. Đó, nó nháy nháy đúng không? Cái nháy nháy này là có nghĩa là tiếng con khóc hay tiếng TV hay là bất kể một hoạt động gì ở bên ngoài cách xa bao nhiêu decibel trong quy định thì nó sẽ lẫn vào đây. Thì để giải quyết được việc này, mình triệt để tất cả tiếng ồn xung quanh, bởi do là chúng ta livestream mà chúng ta phát đeo làm đeo trong điều kiện mình không có một cái nơi biệt lập đúng không? Như ở nhà mình thì phòng khách, phòng con cái thì nó có rất nhiều tiếng ồn. Thì chính vì thế anh em mình phải vào mình chỉnh làm sao là gì? Nó chỉ thu ở cái phạm vi xung quanh mình là bao nhiêu decibel thôi, là khoảng cách bao nhiêu thôi. Còn tất cả các tạp âm ở xa nó sẽ không thu được đó. Thì bây giờ để làm điều này mình sẽ vào thì phần setting đúng không ạ? Và vào phần filter, tức là mình chuột trái vào nhé, và phần setting của cái phần mic này và phần filter, sau đó mình vào cái dấu cộng này, mình sẽ chọn đến cái noise gate đúng không? Thì vào phần noise gate xong rồi thì anh em để ý rằng nhá, mình sẽ kéo đây một chút để mình sẽ view cho anh em xem này. Ở phần noise gate này
ở phần tắt ví dụ là cái close three house này là mình để nguyên đúng không, mình để nguyên là âm 32 decibel. Thế còn bây giờ nhá, cái phần dưới này là phần open three house này, thì anh em mình sẽ để ý là mình sẽ tăng giảm làm sao mà cái việc mà khi mình nói dứt cái là nó sẽ trở về không, nó không thu ở bên ngoài nữa, và khi mình thu thì bắt đầu nó sẽ đẩy lên, ok không ạ? Thì trước khi cái việc mình chỉnh thì mình sẽ lại lưu trú lại một chút cho anh em thấy là gì, mình sẽ dừng lại 3 giây không nói gì thì xem tạp ở ngoài nó đẩy như nào, ok không ạ? Cái này là vừa mình có trước khi làm video khách hàng rồi thì nó đã chỉnh 26 decibel rồi. Giả sử mình dịch chuyển một chút nhá. Đó. Mọi người thấy là mình không nói gì nó vẫn đẩy này, mình xem lại một chút này. Đúng không? Thì chính vì thế này anh em mình cần phải dịch chuyển cái open three house đi để làm sao khi mình nói thì nó sẽ thu lại cái âm rất là chuẩn, và khi mình dừng nói cái nó trở về không luôn và nó không thu tập ra bên ngoài. Đúng không? Đây mình chỉnh này. Chưa được. Nó vẫn còn nháy nháy là vẫn còn tạm âm. Ok đúng không? Ok. Đó, có nghĩa là hết tạm âm rồi đúng không? Thì chỉ khi mình nói thì nó mới thu thôi. Thì điều này nó rất là quan trọng, bởi vì sao? Trong quá trình anh em mình thu phát video, thu quay video thì những cái tạp âm nó vào thì nó khiến cho cái việc mai sau mình xuất cái đề ra để mình làm về nó rất là khó, hoặc mình đưa YouTube ra để YouTube xuất ra cũng không xuất được, bởi vì nó lẫn nhiều tạp âm, âm thanh nó chứa nhạc càng khó hơn. Đấy, chính vì thế là thì cái quá trình anh em mình để mình sản xuất một video mình cực kỳ lưu ý cái việc mà phải lọc tạp âm ra trước khi mình sản xuất video và mình livestream, đúng không? Cái điều này rất hay và hết sức tuyệt vời đúng không ạ? Đó, thì cái video này mình hướng dẫn một cái chi tiết để anh em mình lưu tâm trong cái việc mình lập âm thanh thật chất lượng trước khi mình quay. Rồi, ok, và mình sẽ xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rồi, ok, xin chào tạm biệt mọi người.